Công an huyện Thường Tín Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông đang đi bộ trên đường thì bị một kẻ mặc đồ đen dùng dao chém đứt lìa chân phải. Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 15 tháng 7 tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín Hà Nội. Trong đoạn clip được camera an ninh ghi lại, thời điểm trên người đàn ông đang đi bộ trên đường thì phía sau xuất hiện một đối tượng mặc áo chống nắng, bịt kín mặt và sau đó cầm hung khí chém mạnh khiến nạn nhân bị đứt lìa chân, đổ gục xuống đường. Gây án xong ghi phạm lập tức rời đi, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Vụ việc bất ngờ xảy ra khiến nhiều người dân có mặt tại hiện trường vô cùng sợ hãi và bàng hoàng. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera giám sát của người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự theo dõi của rất nhiều người. Theo điều tra ban đầu của công an huyện Thường Tín, người bị hại trú tại xóm 3, đội 7, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín là người có tiếng trong việc bảo kê các sới cờ bạc tại địa phương do đó có thể đây là hành động trả đũa gian mặt nhau giữa các băng nhóm